từng áp lực khi yêu Á hậu Phương Nga, Bình An gửi lời nhắn nhủ bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi. Từng áp lực khi yêu Á hậu Phương Nga, mới đây diễn viên Bình An gửi lời động viên bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi, tôi mong hai bạn sẽ làm được. Sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ công khai bạn trai ngay trên sóng trực tiếp. Đây được cho là một hành động vô tiền khoáng hậu trong lịch sử một cuộc thi sắc đẹp. Được biết, bạn trai Ý Nhi tên Nguyễn Anh Kiệt, 21 tuổi, đang theo học Đại học Kiến trúc. Anh cũng chính là hậu phương vững chắc trong suốt quá trình nàng hậu tham gia cuộc thi. Chia sẻ về mối tình đầu 6 năm, Ý Nhi thẳng thắn nói, bạn trai của tôi luôn thấu hiểu và ủng hộ tôi trong hành trình này. Dù rằng, sau khi tôi đăng quang, lịch trình sẽ khá dày đặc, nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ thông cảm cho tôi. Việc công khai chuyện tình cảm cho thấy Ý Nhi rất trân trọng bạn trai, tuy nhiên điều này cũng khiến nửa kia của cô gặp không ít áp lực khi bỗng chốc. Bạn gái của mình trở thành tân hoa hậu, thậm chí nhiều ý kiến trên các diễn đàn lo lắng cho tương lai tình yêu của cặp đôi. Có những ý kiến cực đoan của cộng đồng mạng cho rằng cặp đôi sẽ không bền vững tình cảm vì hào quang vương miện. Thấu hiểu được cảm xúc này, diễn viên Bình An, chồng Á hậu Phương Nga, động viên bạn trai Ý Nhi, tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này. Tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng sau đó, tôi mong hai bạn sẽ làm được. Bình An và Phương Nga quen nhau vào năm 2017. Một năm sau, Phương Nga trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Có lẽ, thời điểm ấy, nam diễn viên cũng có những áp lực vô hình, nhưng rồi sau tất cả, chuyện tình của cặp đôi vẫn cái kết đẹp. Họ chính thức về chung nhà vào cuối tháng 12 năm 2022. Đó cũng chính là lý do mà Bình An nhắn nhủ đến anh Kiệt, bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi, tôi mong hai bạn sẽ làm được. Cũng bàn về vấn đề này, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long khi được hỏi dưới góc độ truyền thông. Anh đánh giá thế nào về hành động trù ẻo Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai sớm chia tay? Anh nói, tôi chắc chắn đó là một hành động vừa kém văn minh vừa vô văn hóa. Kém văn minh vì số đông đang nhìn sự việc với một ánh mắt đầy định kiến và lạc hậu. Họ quên mất rằng Ý Nhi và bạn trai là những người thuộc thế hệ Gen. Họ sống, học tập, làm việc và yêu theo cách của Gen. Đừng mang suy nghĩ của thế hệ xưa cũ 7x8x9x ra soi xét họ. Có thể với các bạn, việc yêu từ năm 21 tuổi là sớm. Với Gen là bình thường. Có thể với các bạn, hoa hậu mà công khai người yêu là ngu, với họ là tuyên ngôn sống. Thế hệ già tôn thờ vật chất và thích sự an toàn, Gen hướng tới trải nghiệm và thách thức. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long còn viết, tình yêu không và sẽ không bao giờ có lỗi. Nó đơn giản là sự rung động của con tim. Ngay cả khi tình yêu ấy, thoạt nhìn có vẻ hơi chướng mắt thì chẳng qua nó đang không giống với quan niệm về các chuẩn mực xã hội mà thôi. Nữa là một tình yêu đẹp đẽ, tích cực và viên mãn như của Ý Nhi và bạn trai thì làm sao có lỗi được. Chuyên gia truyền thông này cũng nói về những cám dỗ showbiz mà Ý Nhi phải đối mặt. Tuy nhiên, anh hy vọng Ý Nhi và bạn trai cô ấy cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn để chứng minh cho số đông thấy. Quan niệm về đổi trác mua bán thân xác trong showbiz cũng lỗi thời rồi. Trước đó, một đoạn clip Ý Nhi thời còn mang số báo danh 14 nói về tình yêu bất ngờ được đào lại và gây sốt. Cụ thể, bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss World Việt Nam, đã đặt một câu hỏi cho nàng hậu về chuyện tình yêu. Bà nói, chị thấy mấy bạn đi thi hoa hậu xong là bỏ người yêu hết, khi về thì mối tình hay bị đứt gãy lắm. Vậy thì em có ý định bỏ người yêu không? Lúc này, Ý Nhi đáp, đây là mối tình đầu của em và bạn ấy đã yêu nhau 5 năm từ thời hai đứa còn học lớp 12. Chuyện yêu đương này không ảnh hưởng đến việc học, ngược lại, bạn ấy yêu em rất nhiều, cả hai đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, bạn ấy rất ủng hộ em trên chặng đường chinh chiến ở Miss World Việt Nam 2023.